cũng sẽ nhận vai trò là hướng dẫn cho các anh chị làm sao mà để mình tìm hiểu được hết tất cả các tính năng ở trên website này. Và chắc hẳn là các anh chị đã quá quen với giọng nói của em rồi đúng không? Em xin được giới thiệu lại cho những ai mà lần đầu tiên đến với cái phòng Zoom của em ha. Em là Chi, đến từ bộ phận training của công ty MetaStep. Thì em sẽ nhận vai trò là hướng dẫn cho các anh chị làm sao mà để mình tìm hiểu được hết tất cả các tính năng ở trên GoSell này. Và ngoài ra thì chúng ta còn có thêm những cái gọi là ID, những cái ý tưởng để mà chúng ta vận hành cho nó trơn tru và mang lại doanh thu tốt hơn cho doanh nghiệp của mình. Rồi. Buổi ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu về landing page và những chiến lược marketing đến từ landing page. Rồi. Ở trên màn hình em đang chiếu cái slide là landing page. Có 3 dòng rất ấn tượng. Dòng thứ nhất là gia tăng tỷ lệ chuyển đổi. Dòng thứ hai là phát triển tệp khách hàng. Dòng thứ ba là tăng trưởng doanh thu. Thì đây cũng chính là cái mục đích của em để mà em hướng cho các anh chị mình nhìn thấy landing page này nó có cái tác dụng gì, nó mang lại cái kết quả ra sao cho doanh nghiệp của mình đấy ạ. Đây chính là ba cái yếu tố, đó chính là ba mục đích của landing page khi mà chúng ta sử dụng nó. Không biết là chị nhà mình có đang sử dụng landing page để mà mình thu hút khách hàng hơn không chị? Có, mà sử dụng cái đơn giản đấy, không biết gì. Dạ. Dạ rồi. Dạ để em đọc cái tin nhắn ở trong group ha. Không phải nóc đâu anh Nam Hy ơi. Cái này là cái slide tiếp theo của cái bài của em á. Dạ em cảm ơn anh Nam nhiều ha. Dạ. Dạ slide tiếp theo chứ không phải cái nóc. Dạ. Rồi anh chị ơi. Đầu tiên thì em xin hỏi ở đây là bao nhiêu anh chị là mình có biết về landing page, nó được định nghĩa ra sao không ạ? Cái khái niệm của landing page. Em mong muốn là mọi người hãy hiểu dùm em là cái landing page nó là gì trước đã. Thì sau này khi mà mình vận hành, mình làm nó đúng với cái mục đích của nó thì nó mới tốt được, mới triển khai tốt được. Thì landing page ở đây á, anh chị ơi, mình có biết được cái khái niệm về landing page nó là như thế nào không? Mình chỉ cần giải thích ngắn gọn thôi. Không cần phải gọi là quá sách vở. Anh Nam ơi. Anh Hoàng ơi. Này. Cái landing page á mọi người. Thực chất ra là nó cũng là website, đúng không? Nó có cả cái đường link, nó có cả cái domain này. Nó cũng là website thôi. Tuy nhiên á, thì nó khác với website ở điểm nào? Thì đây bây giờ em sẽ mở ra. Đây là hai cái mẫu cho mọi người xem ha. Bây giờ em đang có một cái website nè anh chị. Đó. Của cái nhãn hàng này. Thì anh ta đang thiết lập ra một cái website là có rất là nhiều trang ở đây. Trang về chúng tôi rồi khuyến mãi rồi dịch vụ. Đó. Rất nhiều trang. Kéo xuống nữa thì những cái thông tin mà anh gọi là show up trên website của mình. Đó, rồi những cái chương trình khuyến mãi nằm đây. Đây là một website. Đó, thì khi em là một người khách hàng ha, giả dụ em là một người khách hàng, em đi vô website của anh chị. Đó, thì em sẽ chỏ lung tung lên trong này. Em muốn coi dịch vụ, cái em qua em coi dịch vụ. Rồi, em coi được hệ thống chi nhánh để biết được là anh chị có bao nhiêu hệ thống chi nhánh ở đây. Em qua bên trang hệ thống chi nhánh em coi. Đó, em chỏ lung tung, em đi vòng trong website của anh chị để em coi. Nhưng mà em không có động lại cái gì trong em hết trơn, bởi vì nó rất là nhiều trang ha. Và mình không đưa ra được cụ thể là mục đích mình muốn hướng khách hàng đến, cái đích cuối cùng đó là cái gì, và mình thu thập được cái gì từ khách hàng đó. Bây giờ là em đi vô đây em xem xong rồi cái bắt đầu em thấy cũng không có gì ấn tượng hết, em sẽ đi ra ngoài. Và thậm chí là em còn không có đọc cái phần mà để lại thông tin, gọi là thông tin cá nhân của em cho bên phía anh chị nữa. Đây, tư vấn liên hệ này nè, cái bút up này nè, em không điền, em tắt đi. Tại vì em đi vòng trong đây và em không có biết được là anh chị muốn đang truyền tải cái gì đến cho em hết. Tại vì cái trang web nó quá là nhiều đi, nó quá là nhiều trang đi. Đó, thì trước đây á,
Website nó chỉ có mỗi cái chức năng duy nhất là cung cấp thông tin thôi, đúng không anh chị? Đó, từ cái thời mà chúng ta làm WordPress á, thì ai cũng sẽ biết được là website nó chỉ có nhiệm vụ là cung cấp thông tin đến cho người ta thôi. Rồi người ta vô người ta đọc thông tin từ trên xuống dưới và người ta biết về nhãn hàng của mình. Nhưng mà bây giờ cái thời nay là cái thời mà mọi sự yêu cầu nó phải được cao hơn rồi. Nó yêu cầu trên website là phải có cái chức năng mà buôn bán trên đó nữa. Cho nên là cái e-commerce website nó mới ra đời. E-commerce website nó mới ra đời. Thì cái website bên em, cái gói GoWeb bên tụi em á, nó chính là một cái website thương mại điện tử. Ha anh chị ha. Đó, hiện tại nào anh chị mà mình có mua cái gói website thương mại điện tử bên em nó đều sẽ biết được là cái gói bên em có hai cái tính năng kết hợp bên trong. Đó là một cái làm giao vận à, kết hợp với lại một cái bên thứ ba giao vận và cái cho cái hình thức thanh toán online cho khách hàng. Đó, vậy thì nó thuận tiện không các anh chị? Đó, ngày trước thì mình chỉ coi thông tin ở trên website và sau đó mình đi ra trực tiếp cửa hàng ở ngoài quầy để mà mình mua sản phẩm đúng không? Nhưng bây giờ có website thương mại điện tử rồi, khách hàng sẽ lít vô cái sản phẩm của anh chị. Xong rồi, bắt đầu mình đặt hàng mình mua thôi. Bên phía nhà giao vận là mình tham gia với lại các bên như là giao hàng tiết kiệm nè, giao hàng nhanh nè, Ahamu nè. Thì những anh đó sẽ đến trực tiếp cửa hàng của anh chị để mà lấy hàng, xong rồi giao cho khách. Và thậm chí là người ta không có cần phải trả tiền mặt nữa mà người ta thanh toán online xong xuôi hết trơn luôn rồi. Đó là cái lợi ích về cái website thương mại điện tử mà bên phía em cung cấp cho các anh chị. Ha. Rồi. Tiếp đến thì bắt đầu cái website như thế á. Đó, người ta sẽ thấy là nó quá là nhiều trang để mà không thể nào mà truyền tải được hết một cái thông điệp cố định đưa đến cho khách hàng và cũng không thu lại được gì hết. Bắt đầu lúc bấy giờ thì landing page nó mới ra đời. Đó. Đây. Landing page ra anh chị, nó mới ra đời nhằm cái mục đích là nó chỉ thể hiện đúng một cái câu chuyện mà nó mang đến cho khách hàng thôi. Em lấy ví dụ giống như là một sản phẩm của anh mắt kiến thời trang này đi ha, anh làm ra cái landing page này để anh kể về cái câu chuyện vì sao lại hãng chúng tôi là sản xuất ra cái mắt kiến này, đó cái mẫu mã nó như thế nào, nó có phù hợp với giới trẻ hiện nay không đấy, đúng không? Đó, khi mà anh chị nhìn vào cái landing page này á, anh chị có thấy được một điều, đó là cái việc mà nó trực quan nhất có thể không? Mình không có đi phải gọi là mình không có đi lung tung qua các trang khác nữa, mà mình tập trung lên nội dung này, lên thiết kế hình ảnh này, rồi cái thông tin chương trình sale up 50%. Đây đây mới là cái vấn đề quan trọng nha. Đó, rõ ràng là anh chị sẽ chú ý đến cái nội dung mà seller bên phía nhà bán người ta truyền tải lên cái trang landing page này không? Đúng không anh chị? Đó chính là lợi thế của khi mà chúng ta dùng cái landing page để mà quảng cáo đến khách hàng, đưa cái thông tin này đến khách hàng, đưa sản phẩm này đến khách hàng. Nó và anh chị để ý giùm em nè, mình rê con chuột mình kéo xuống thôi đó, lên mà mọi người một cái đường giống như là đường máy bay chạy vậy đó ha. Đó, chỉ cần mình rê chuột chạy xuống chạy xuống chạy xuống là mình đọc hết được hết tất cả những cái thông tin này. Ở dưới còn có thêm một cái chân trang để mà cung cấp cho người ta biết là công ty của tôi ở đâu, được đặt ở đâu, rồi đây chính sách đẩy chính sách điều khoản mua sắm như thế nào và có cả giấy phép của Bộ Công Thương chứng nhận. Đó, tất tần tật những yếu tố, những cái thông tin đều được thể hiện trên landing page. Và cuối cùng mục đích ở đây là gì, là muốn khách hàng để lại thông tin số điện thoại cho mình, thì tụi em gọi đó là tệp khách hàng ha, data của khách hàng. Đây thì khi đọc đến đây rồi em có nhu cầu quá với cái sản phẩm này rồi, em sẽ điền thông tin ở đây, điền số điện thoại ở đây, nhập địa chỉ vô, à số lượng em muốn mua ở đây để em gửi đến cho người ta, thì thế là họ đã nhận được một lead. À, một lead chính là một cái khách hàng tiềm năng á, có nhu cầu mua cái sản phẩm này. Đấy, nói đó là landing page. Landing page nó có nhiều hình thức anh chị, mà hiện tại trên trên hiện nay á là sẽ được chia ra làm ba dạng. Rồi, đó em giờ em thống kê lại chút xíu ha. Đây cái khái niệm landing page nè, landing page chính là một trang web đơn ha, và cũng có tên miền nha các anh chị, mình có tên miền luôn ha các anh chị ha. Đó, tập trung vào đúng một mục tiêu duy nhất để làm sao mà dẫn dắt khách hàng đưa ra cái hành động của mình. Rồi cái hành động mà hồi lúc nãy em show cho mọi người coi đó là hành động gửi lại thông tin, đúng không mọi người? Thì gửi lại thông tin như thế này, mình đã có được cái mục tiêu chưa, mình đã có mục tiêu là phát triển tệp khách hàng chưa mọi người? À, thì bây giờ anh chị bán tại quầy, anh chị bán website, anh chị bán trên sàn thương mại điện tử, thì tệp
thông tin của mình là mình sẽ kiếm được từ những cái kênh đó đúng không? Thì bây giờ thêm một kênh nữa, đó chính là kênh landing page. À, mình đưa cái landing page này đến khách hàng để mà mình lấy được cái data của người ta. Anh chị có biết là một trong những cái doanh nghiệp mà phát triển lớn mạnh á, thì họ chủ yếu tập trung vào cái chiến lược gọi là nuôi data khách hàng. Đó, làm sao để mà trong một hệ sinh thái data khách hàng đó luôn được duy trì và chăm sóc cứ vòng đi vòng lại như thế, và cho đến khi mà họ ra sản phẩm mới á, họ sẽ đưa cái sản phẩm này đến cái tiệm data cũ đó. Cứ làm như thế họ rất là tiết kiệm được cái chi phí mà marketing quảng cáo, thay vì phải đi tìm kiếm khách hàng mới thì nó rất là tốn kém, tốn nhiều thời gian nữa ha, tốn chi phí, tốn thời gian. Thì họ chỉ cần dùng đúng cái tiệm mà mình đã có sẵn để mà mình quảng bá thì nó uy tín hơn rất là nhiều. Dù gì thì những người này đã từng sử dụng sản phẩm cũng đã biết qua được tên tuổi uy tín của công ty đó. Đó là một cái cách để chúng ta tiết kiệm được cái chi phí ha. Chi phí làm quảng cáo hiện giờ thì nó rất là mắc, em nói sẵn luôn, nếu mà các anh chị mình mà là một người mà chuyên chạy quảng cáo ở các bên á thì sẽ hiểu được cái vấn đề này. Rồi em tiếp tục ha. Cái anh landing page lúc nãy em có nói với anh chị á, là hiện tại á, được chia ra làm 3 loại. Thì như cái loại mà em nãy lúc nói á, chị Nhàn có nhớ không, cái loại mà thu thập thông tin data của mình á, đó là một loại nha các anh chị ha. Đây, loại đầu tiên mục đích của nó là để lấy data khách hàng về, lấy lead về đó. Xong sau đó là các anh chị mình chăm sóc như thế nào đó, đó là chuyện của mọi người, đúng không? Chưa cần biết là người ta sẽ chốt đơn hay không. Đó, mình lấy thông tin trước đi. Thì cái dạng mà thu thập data này nè, nó sẽ hiện hữu rõ nhất ở cái ngành dịch vụ. À, mọi người có thử thấy dòng 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 là sẽ thấy liền. Đây. À, em chưa mở chế độ xem slide. Em cảm ơn chị Dương nha. Rồi rồi rồi, để một lát em mở lại. Tại lúc nãy em qua lại giữa website này nè, em cho mọi người coi landing page á, cho nên là em cũng không có tiện để mở kia cho nó phóng to ra. Rồi đây mọi người ơi. À, hôm bữa có một chị nào mà nói là bài landing page là nhắn chị vô á, thì em không biết là chị có trong này không mà. Hôm nọ em làm cái bài mà 6 cách làm marketing á. À, thì có một chị nói là em là cái chừng nào mà làm bài lên đi bay thì nhắn chị vô, em không biết là chị có trong này không. À, cho em chào hỏi chị chút xíu nha. Rồi em tiếp tục ha anh chị. Đây nè, cái dạng lên đi mà thu thập data á, thì cái ngành hàng dịch vụ, cái ngành dịch vụ nó sẽ sử dụng cái dạng này rất là nhiều, nhiều nhất luôn. Bởi vì bản chất là anh tư vấn cho tôi một cái gói tập, em lấy ví dụ là trong ngành gym đi ha. Đó, dịch vụ thể hình sức khỏe thì bên phía nhà bán người ta tư vấn một gói tập nó rất là dài, cái gói tập thì nó dài, cái thứ nhất cái tiền nó cũng không ít nữa. À, để mà tư vấn thuyết phục được khách hàng của mình mua cái gói tập này á, cần phải có người có chuyên môn, cái thứ nhất, và cái bạn tư vấn đó, bạn thuyết phục, bạn nói chuyện hợp lý, bạn thuyết phục được khách hàng. Cho nên á, là đa phần người ta sẽ làm cái dạng mà thu thập data này, khi khách hàng để lại thông tin thì bên phía kia bạn nhân viên sẽ gọi ra và tư vấn kèm theo cái cách thuyết phục tuyệt vời sẽ chốt được đơn. Còn nếu như bây giờ quay ngược lại với câu chuyện ngành dịch vụ mà mở ra một cái landing page mà dành cho bán hàng đi, bán hàng mua hàng nhanh giống như cái anh mắt kiến này. À, ví dụ giống như anh mắt kiến hoặc là những cái sản phẩm khác, những cái sản phẩm phẩm khác mà làm về quần áo đi, đó, bán hàng nhanh ngay trên trang landing page thì liệu kết quả nó có tối ưu được không? À, được giống như là cái sản phẩm mà bán nhanh hay không. Cho nên là anh chị sẽ so sánh được ở chỗ này có hai dạng, bắt đầu dạng bán hàng nó ra đời đây nè, à, dạng bán hàng ra đời nó dành cho những sản phẩm có thể bán nhanh được đó. Em ví dụ giống như là phụ kiện thời trang, giày dép, quần áo, đúng không chị? Ví dụ giống như là chị thường xuyên mặc áo thun, áo phông đi, chị Nhàn thường xuyên mặc áo phông, thì bây giờ là chị thấy cái landing page của em là bán những cái áo phông này, nó có những cái hình ảnh đẹp hay kia đó. Dù sao thì nó free size mà, chị có thể là ướm được cái size của mình xong rồi chị mua liền, mua nhanh thôi, chứ không cần phải suy nghĩ là cái áo này nó gọi là nó khó quá đúng không đó. Đấy, cho chính xác là những cái mặt hàng nào chúng ta nên dùng cái loại landing page như nào thì nó phù hợp cho cái mặt hàng của mình đó. Giống như là một cái túi xách cũng vậy, nhìn trên landing page thấy rất hấp dẫn, thấy rất ấn tượng, khách hàng đưa ra quyết định nhanh chóng mua luôn, đúng không? Và cộng thêm cái chương trình mà đang giảm giá được 50% nữa,
là tính chất là khách hàng sẽ mua liền luôn, chứ không cần phải là gọi tới chờ đợi tư vấn này kia nữa, bởi vì đó là một sản phẩm rất là đơn lập. À, còn cái anh dịch vụ ảnh là một sản phẩm mà gọi là dài hạn, mua gói tập dài hạn, giống như cũng giống như bên ngành spa cũng vậy, để mua liệu trình nó rất là dài hạn, cần phải có người tư vấn thuyết phục, giá trị nó cao hơn. Đó, em nói tới đây để mọi người phân định ra cái sản phẩm của mình ở đâu, phân khúc nào, khách hàng như thế nào, và tìm đúng cái loại landing page để mình làm cho nó ok. Rồi, loại thứ hai rồi ha. Rồi, thêm một cái mục đích cuối cùng, mục đích làm sao để mà gia tăng được tỷ lệ chuyển đổi. Nói cụm từ này ra thì trong ngành của tụi em sẽ hiểu 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 nhanh, nhưng mà nếu như mà mình mới tiếp xúc với cụm từ này đầu tiên á, thì sẽ bắt đầu cảm thấy rất là hoang mang, không biết tỷ lệ chuyển đổi nó là cái gì, và cũng không hiểu là chuyển đổi chứ là cái gì nữa, đúng không mọi người? Thì bây giờ ha, để cho dễ hiểu, em sẽ lấy một ví dụ. Bây giờ em có một cái trang landing page rồi, thôi bây giờ em có website đi, đây là website của em đi. À, đợi em một chút xíu ha. Đây. Đây. Em có một cái website bán đủ thứ các loại bánh ở trên này. Rồi. Em thấy người ta cũng làm website nhưng mà người ta được lên top của Google. Rất là hay. Lên top một cách tự nhiên mà không cần phải chạy quảng cáo gì hết. Đó, thì bắt đầu bây giờ em mới thắc mắc là ủa tại sao người ta cũng làm website giống mình mà người ta được anh Google ảnh ưu ái, ảnh đưa lên top như vậy. Đó, mọi người ngày xưa có thắc mắc giống em gì không, nếu mà lần đầu tiên mà tiếp xúc với lại những cái công cụ SEO á, gọi là làm SEO cho website của mình á, có thắc mắc giống em gì không? Đó, hóa ra là người ta làm SEO tốt. Thì lại quay về câu chuyện làm SEO mọi người. Đó, vì sao lại 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 làm tốt mà được được lên như vậy? Đó là do bài viết của họ tạo ra có giá trị, những cái từ khóa đó đúng với nhu cầu của khách hàng đang tìm kiếm. Đây, SEO nó là như thế này, bây giờ em vô Google ha. Em gõ một cái câu là thuốc trị nám. Tức có nghĩa em là người có nhu cầu rồi, em mới đi tìm hiểu về cái thuốc trị nám này. Đây, em vô đây. Bỏ qua mấy cái anh mà được tài trợ này ha. Tìm xuống đây là đây đây đây, những cái anh này là làm SEO tốt nè. Đó. Vậy thì tại sao á, ảnh lại được có được được đưa lên top như vậy, lại được có lượt traffic cao như vậy? Thì nhờ đâu? Chúng ta có thêm một cái cách, đó chính là làm landing page để mà chuyển đổi nó quay hướng về website và tăng tăng cái lượng traffic cho website của mình. Rồi. Đây, em ví dụ giống như cái trang landing page này đi. À. Em bấm vô một chỗ nào đó bất kỳ trên đây. Nó điều hướng em qua website. À. Thì là coi như là website đó được tăng lượt traffic rồi thôi mọi người ha. Mà bây giờ em có ví dụ giống như là 100 ngành hàng, em có 100 mặt hàng, thì em làm ra được 100 cái landing page kể về kể cái câu chuyện về sản phẩm đó, về mặt hàng đó, về dịch vụ đó. Đó. Thì bây giờ từ những cái nguồn này, những cái người mà mình click vào landing page á, được điều hướng chuyển sang website đó để họ tìm hiểu thêm những cái thông tin sản phẩm này ở website nữa, và khi họ có nhu cầu thì họ hẳn đặt hàng ở trên website của bạn, đúng không? Thì tức có nghĩa đây là một cái landing page để nó điều hướng về website, mục đích là để nó tăng traffic cho cái website này. Thì á, trong trong thời gian mà nhiều người cứ truy cập vào website như thế á, thì Google nó đánh giá là cái lượng traffic truy cập vào website của bạn tăng lên, đúng không? Đồng nghĩa với cái việc là website này nó có giá trị, nó hiệu quả, thì ảnh tự động ảnh đưa lên top một cách tự nhiên đó. Cho nên là em mới nói với mọi người là mình tạo ra thật là nhiều cái landing page, thật là nhiều, để nó trở thành một cái phễu. Khi khách hàng truy cập vào landing page và bấm vô cái nút điều hướng, nó sẽ điều hướng về website đó, cứ càng nhiều như vậy, nó sẽ đổ vào, thì đến một ngày nào đó cái lượng traffic ở landing page nó sẽ tăng cao lên và anh Google anh đưa lên top cho bạn. À, cái này là hoàn toàn miễn phí ha, mà mình không có tốn mất một đồng cắt nào hết trơn. Đó là cái cách mà làm SEO. Rồi. À, đây có một cái trang nhà thuốc Long Châu này, không biết là anh chị nếu mà mình có chơi bên Zalo á, mình có hay nhận được cái mẫu tin của Long Châu gửi cho mình không ha? Em là em thường xuyên được gửi luôn ha. Đó, thì ảnh đưa ra một cái landing page. Cái nội dung trên này là landing page về thông tin anh chị. Đó.
về thông tin về chuyển đổi nè, đây là cái trang landing page chuyển đổi này nha. Đây, em bấm vô chỗ nhà thuốc Long Châu nè, nó chuyển đổi em về Zalo. Ý là ảnh mong muốn em là sẽ quét cái này, quét quét cái mã QR code này để mà lên Zalo và bấm quan tâm á. Đó, đây là mục đích chuyển đổi nè. Đó thì ảnh muốn cái anh nhà thuốc Long Châu này ảnh muốn chuyển đổi về Zalo. Còn theo các anh chị thì anh chị muốn điều hướng đi đâu thì anh chị cứ để một cái đường link vô để mà nó điều hướng tới. Thì hệ thống bên mình là cái gói Golic bên mình là làm ra được hết nha mọi người ha. Mọi người yên tâm với chuyện đó. Đấy. Điều hướng qua Zalo. Vậy là đã có thêm một người biết về Zalo, về Long Châu có mặt ở trên Zalo. Và khi bấm quan tâm như thế á, là sau này là ảnh gửi tin nhắn cho các anh chị. Gửi tin, đẩy tin nhắn, đẩy tin nhắn. À, thì cái trang này rất là hay ha. Thì em giống như là một thành viên trung thành với Long Châu vậy đó. Em vô đây em nhìn em sẽ thấy được những chương trình khuyến mãi của họ này. Đây. Và tiếp tục là gần đây nhất là họ có những chương trình khuyến mãi nào. Ha, em sẽ coi được những thông tin này cập nhật nhanh hơn người ta. Và khi mà em mua online như vậy á, em sẽ có lợi hơn cái người mà đi ra trực tiếp tại quầy thuốc người ta mua. À, khá ok không? Tăng doanh thu nhờ cái này là mọi người. Thế mọi người. Đó, cái website bán hàng cũng giúp cho mọi người tăng được doanh thu. Còn cái website chuyển đổi này nè. Đó, giúp cho mọi người tăng được lượng traffic. Đó là câu chuyện nó nằm ở đó. Rồi. Tiếp tục ha. Cái phần này mọi người. Dạ. Sau Cái phần nào cả? Đây ha. À, mọi người đợi em chút xíu ha, em chỉnh thiết bị của em cái ạ. Stop xe hả? Tại vì hồi nãy em xe full á. Em cứ xem em thấy Dạ. cứ xem lại lúc này thì xem không người cứ xem Em xe rồi, em xe rồi ạ. bấm rồi anh cái slide đi để xem cái bài của mình hai cái người xem À, rồi em cảm ơn anh Minh. Rồi rồi nó đi tới cái slide. Rồi ở cái slide này mọi người nắm được thông tin tới tới hết cái slide này chưa ạ? À? Mọi người ơi, mình có 3 loại landing page ha mọi người ha. À, tùy vào cái sản phẩm của mình là gì để mình lựa chọn cái landing page cho nó đúng. Đó. Và em nghĩ là mình nên là chọn một, chọn ba hoặc là chọn hai, chọn ba để mà mình đi đường dài. Thì cái ba này là cái không thể thiếu luôn nè. Cái landing page mà điều hướng là một cái không thể thiếu luôn á. Nếu mà anh chị mình gọi là đánh mạnh về website của mình đó thì cái landing page mà điều hướng này nó sẽ giúp cho website của mình tăng tỷ lệ chuyển đổi lên. Và cái bài của mình giống như là mình đứng top thì là sao mọi người? Đồng nghĩa với cái việc là người ta biết đến mình nhiều hơn. Cái đó là điều đầu tiên. Và tiếp theo nữa là người ta lựa chọn mình để người ta mua hàng. Mua hàng nhiều thì đồng nghĩa với cái việc doanh số của mình tăng. Đúng không anh chị? Đó. Và anh cứ để yên bài viết nó nằm ở đó. Thì hả? Sau này mình giống như có một cái nguồn gọi là nguồn doanh thu thụ động gì đó, khách hàng người ta cứ thấy bài của mình xong người ta mua. Rồi tiếp tục em qua phần nha. Rồi bây giờ nè, bây giờ đến cái phần mà làm sao để mà cái landing page của mình được đưa tới khách hàng thấy nè. À, mình làm cách nào để mình làm ra được landing page rồi ha, mình làm bây giờ mình làm cách nào để mà khách hàng của mình thấy được cái landing page của mình đây, mình truyền thông làm sao đây. Đấy, bây giờ là em phải phân ra làm hai phần, hai hướng, một hướng là mình làm miễn phí và một hướng là mình làm tốn phí anh chị ha. Đó. Thứ nhất, miễn phí anh chị có đồng ý với em là chúng ta làm SEO không ạ? Làm SEO để mà được đưa lên top, à, Google công nhận và tăng rank cho bài viết của mình, đưa lên top, đưa lên top gì đó. Đấy, mình làm SEO. Landing page làm SEO được ha mọi người ha. Bên trong hệ thống Golic của em là có cái phần làm SEO hết cho landing page. Thì chúng ta làm SEO miễn phí. Rồi, mình qua Facebook, mình đăng bài viết lên đó mọi người. Đó,
thì mình để một cái link landing page ở dưới, tại landing page được nó cũng có domain mà, nó cũng có domain y chang như là website mà. Đó, mình chèn ở dưới bài viết ha, lưu ý giùm em, tại vì cái luật của Facebook nó đưa ra cái thuật toán này là cách đây cũng cả 2-3 năm rồi, là nó hạn chế cái việc mà mình điều hướng khách của nó đi ra ngoài website, đi ra ngoài Facebook. Nó không có thích điều này. Bản chất là khách của tôi đang ở trong Facebook mà bây giờ anh lại gắn cái link landing page, tức có nghĩa anh đang điều hướng về nhà của anh rồi đó, anh đang kéo khách của tôi về nhà anh rồi, thì tôi đâu có thích đâu, đúng không? Thì những cái bài viết mà anh chị mình gắn ở trên bài luôn á, gắn landing page trên bài luôn á, thì là nó sẽ bị giảm tương tác, hầu như là bạn bè mình không thấy đó, những người mà follow cái fanpage đó cũng không thấy cái bài viết đó, rất là ít người sẽ nhìn thấy thôi ha, đa số sẽ không nhìn thấy. Đó được gọi là cái thuật ngữ giảm tương tác Facebook đó. Anh chị lưu ý ha, mình sẽ đăng cái link landing page này ở dưới bài viết rồi trong cái phần bình luận anh chị. Tiếp tục tương tự với Zalo, mình cũng đăng lên được ha, mình đăng lên mình kèm theo trong cái bài viết của mình, miễn là những cái kênh mà truyền thông miễn phí như vậy đó, mình phải tận dụng hết để mà mình đưa cái chương trình khuyến mãi của mình lên. Thì ở trên đó em lấy ví dụ một bài đăng của Zalo đi, mình không thể nào mà viết tràn lan, viết quá nhiều thông tin mà nó ở trên, gọi là trên một cái phần mà đăng bài đó nó giới hạn chữ là cho mình, là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai nữa, nó không có cho mình làm cái gì mà gọi là hiệu ứng lấp la lấp lánh gì hết, nó không có thu hút gì hết. Cho nên là những cái bài đăng này á, mình chỉ cần viết vài dòng đơn giản thôi là được rồi, những cái câu từ như thế nào để mà thu hút khách hàng, mình nhấp vào cái link, mục đích của mình là nhấp vào link, và cái link này chính là landing page. Thì trong landing page mình thiết kế thiệt sự bắt mắt chưa, làm sao để thu hút người ta đọc tới đâu coi như là người ta thấy ấn tượng tới đó, hài lòng tới đó, để làm gì, để mình dẫn dắt người ta phải kích vô cái nút, một là để lại thông tin, hai là mua hàng trực tiếp luôn, còn ba là điều hướng qua bên website của mình để coi tiếp thông tin đó. Cái việc mà cứ điều hướng như vậy nè, người ta cứ vòng 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 trong website của mình, người ta coi hết chỗ này đến chỗ kia, mà người ta càng ở lâu á, thì anh Google ảnh càng đánh giá là cái website này có giá trị đó, thì người ta mới ở lâu được, đúng không cả nhà? Thì người ta thì ảnh mới cho mình lên top được, đấy là cái bí quyết rồi. Cho nên là cái thuật ngữ backlink ra đời, cái kỹ thuật backlink đó, để cho người ta coi hết chỗ này rồi lại nhấp vô cái link khác qua chỗ kia, thì nó cứ dẫn cho mình đi vòng 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 như thế. Anh chị mình có làm thì mình sẽ để ý tới cái chỗ này giùm em ha. Bên Instagram nữa mọi người, đừng bỏ qua kênh Instagram nha. Một cái kênh mà gọi là thị trường giới trẻ ở trên này rất là đông, các bạn trẻ ở trên này đông dữ lắm. Những cái sản phẩm mà coi như là có sự thiết kế độc quyền á, là đa số giới trẻ là họ sẽ săn ở trên này, dùng từ săn luôn ha. Cho nên là mọi người nghiên cứu về sản phẩm của mình có phù hợp với lại các kênh này không, để mình đi cho nó đúng hướng. Đó, Instagram nữa ha. YouTube cũng vậy, YouTube mình cũng chèn được link landing page. Đó, thì cái phần mà mô tả về video á, thì mình chèn được cái landing page vô của mình. Đó, những cái miễn phí thì anh chị cùng với em mình suy nghĩ ra thêm những cái kênh nào miễn phí nữa ha. Đó, có thể đăng lên thì mình đăng hết ở trên này cho em. Nhưng mà mình đăng với cái tần suất là có kế hoạch ha mọi người ha. Thường thì một bạn làm content marketing á, bạn phải có ra cái gọi là cái kế hoạch của bạn, kế hoạch đăng bài của bạn. Thì đăng vào thời điểm nào đúng, đăng vào thời điểm nào không đúng. Thời điểm ở đây là cái giờ tương tác đó anh chị. Thì sẽ mỗi một kênh như thế này nó sẽ có một cái thuật toán toán riêng để mà giúp cho người dùng á, là có thể là nhìn được thấy bài viết của bạn. Khúc nào là người ta sẽ gọi là thường xuyên lướt web nhất. Đó, mình phải nghiên cứu cứu cái giờ nữa để mà mình đăng. Rồi, qua cái anh mà tốn phí này ha, thì nhìn vô là anh chị sẽ thấy rõ rõ mồn một là những anh nào có chữ ad a d s đúng không, chạy ad đó là tốn phí hết. Thì bây giờ cái phần mà chạy ad này nó mới hấp dẫn này. Thường thì nếu mà anh chị mình gọi là đưa ra một cái chiến lược nào đó, một cái chiến dịch nào đó, một chương trình khuyến mãi nào đó mà mình cần là tiếp xúc với lại khách hàng của mình nhanh chóng, thật là nhanh chóng, và gọi là phủ sóng rộng rãi hơn, mà tìm đến một cái lượng data nhiều hơn thì mình dùng tới cái công cụ là chạy ad đúng không chị? Tuy nhiên thì mình phải nghiên cứu trên những cái kênh này cái mức phí nó là bao nhiêu chị ha. Đây, ba ba năm trở lại đây thì cái anh TikTok ad đó, cái anh TikTok á, ảnh đã phát triển rất là mạnh mẽ rồi, và thậm chí là cái phần mà chạy ad quảng cáo của ảnh á, cũng rất là ấn tượng đối với người ta nữa.
Đó, bây giờ em đi so sánh anh này với lại anh Facebook ha, anh thích tốt tốt này với anh phở bò thì tại giờ họ đang dùng những cái từ lóng này để mà bị tránh tránh cái tình trạng bị lóc kênh đó mọi người đó, hay hay gọi Facebook là phở bò này thì á, bản chất ngày xưa khi mà em chạy ad ở trên đây trên anh Facebook này nè, là cái lượng lead mà họ đổ về á là lead thông tin đó, chính xác không, một người mà nhắn tin tới message của mình xong rồi để lại thông tin thì đó gọi là một lead đó, nó tính theo như vậy một lead. Còn bây giờ rồi mà em chưa nói tới cái chuyện là bên bộ phận tư vấn của chúng ta có chốt được đơn hay không ha, à em chưa nói đến cái chuyện mà bên bộ phận của mình có chốt được đơn hay không đấy, thì vậy chi là em lấy ví dụ là một ngày mình chạy quảng cáo 200 nghìn đi, mình chạy 200 nghìn một ngày thì mình nhận mình thu được 10 lít đi đó, lít lít nó là một cái tiệp gọi là cái thông tin khách hàng đem về không? Một cái người khách hàng tiềm năng đó là có khả năng là sẽ mua sản phẩm của anh chị á đó. Đó là đem về 10 lít đi, thì vị chia như vậy là một lít á, nó quy ra tiền là 20.000 đúng không, 20.000 một lít. Rồi nếu mình tư vấn được, mình chốt đơn hết tất cả 10 người này á, thì tốt. Còn nếu như mình không chốt đơn được, mình chốt chỉ được có 2 người thôi, à, còn 8 người còn lại coi như là mình lỗ rồi, à, mình lỗ rồi nha mọi người. Thôi, cho nên là mọi người cân nhắc giùm em cái câu chuyện mà chạy ad này, nó là con dao 2 lưỡi chứ không phải dẫn chơi. Trên TikTok ad á, thì cái mô hình mà nó chạy landing page á, là nó chạy chuyển đổi, nhưng mà cái phí của nó cực kỳ cao luôn. Nếu mà anh chị mình có nghiên cứu ở chỗ này, anh chị sẽ thấy, tại vì bản chất á, ở bên TikTok là khi nó chạy quảng cáo như thế này á là nó sẽ liên kết lại với lại cái shop của nó luôn, cái TikTok shop của nó luôn, để cho khách hàng mình mua ngay luôn, mình mua liền luôn. À cho nên là khi nó đem cái data list này về á là thực chất là đã chốt được đơn luôn rồi. Cho nên là có mỗi cái chiến dịch khi mà em cùng với những người bạn của mình ở ngoài nghiên cứu á thì cái list của nó có cái cao nhất lên tới 75.000. Một list mà tới 75.000. Coi như bây giờ em bán được sản phẩm. Bây giờ em bán cái sản phẩm này với giá 300 ngàn đi, em trả tiền quảng cáo là 1 lít hết cả 75 ngàn trong đó rồi. Rồi vị chi những cái tiền mà thuê nhân viên rồi thuê mặt bằng hay là cái gì nữa đó thì phải trừ 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 hết, thì cái phần lợi nhuận của chúng ta sẽ bị thấp xuống. Cho nên là mình phải cần có một cái chiến lược nó hẳn hoi, với lại tìm được đúng cái người mà biết thiết lập đối tượng để mà chạy thì cái lít nó mới giảm xuống được, chứ không thôi là khá mắc á, thì khá mắc đó mọi người. Rồi em qua tiếp ha anh chị ha. Đây mình đi đến cái phần mà làm sao để mà mình chăm sóc những cái đối tượng khách hàng ở đây, thì em gọi đây là một cái chiến lược để chúng ta mà làm marketing với những cái khách hàng mà được đem về từ landing page. À xin phép em uống nước chút xíu. Đây anh chị nhìn thấy nè, bây giờ em ví dụ ha, ngày hôm qua em đi chạy cái landing page đó, em tung cái landing page này lên trên các kênh mạng xã hội đi, em rộng phủ sóng ở khắp mọi kênh đi, thì cái kết quả em thu được là 200 thông tin, 200 data khách hàng đó, đem về được 20 cái lead rồi, quá tuyệt vời rồi, lúc đó là mình cảm thấy mình vui rồi ha đấy. Và bây giờ là 20 cái lead này là người ta để lại thông tin cho em, và nhiệm vụ của bên em là phải gọi ra, phải làm sao để tư vấn cho người ta, ví dụ là về một cái gói tập thể hình đi đấy, và em phải làm sao để mà trong vòng 72 giờ này nè em giải quyết được hết 200 cái số lead này. Trước đây là em thấy cái mốc chuẩn mà bên phía mọi người hay nói với nhau á là phải là trong 72 giờ, tức có nghĩa là tối thiểu là 3 giờ, 3 ngày, 3 ngày để mà mình chăm sóc hết cái lượng data mà đổ về đó. Nhưng mà thậm chí bây giờ em nhìn thấy ở các nơi á, người ta đua nhau về cái khoảng thời gian mà chăm sóc khách hàng này, họ sẽ rút xuống còn 36 giờ, rút xuống một phần nửa luôn á các anh chị. Làm sao để mà mình đẩy tốc độ lên để mà mình chăm sóc khách hàng của mình nhanh chóng nhất có thể, bởi vì khi người ta để lại data cho mình á, người ta không có muốn chờ đợi mình đúng không, lúc đó là người ta bị mất hẳn, bị tụt hẳn cái nhu cầu của người ta xuống rồi đó. Giờ em muốn mua một cái áo đầm để ngày mai em đi dự đám cưới người yêu cũ em, nhưng mà ở bên đây em để lại thông tin cho người ta, nhưng mà người ta trả lời em, phản hồi em lâu quá đi, người ta gọi điện ra người ta chăm sóc là em quá lâu, lố cả ngày mốt luôn, ngày mốt thì người ta mới gọi lại, thì cái nhu cầu lúc đó em đâu còn gì nữa đâu, em không còn nữa đó.
Cho nên là chúng ta đang phải chạy đua về cái chiến lược chăm sóc khách hàng nữa, càng gọi ra nhanh càng tốt, lúc đó người ta còn nhu cầu ở lại với mình đó, và cái nhu cầu nó chốt đơn á, nó nóng gì nè, nó nóng hừng hực vậy nè đó, qua đến ngày thứ hai mình mới gọi nó bị nguội xuống miệng, qua đến ngày thứ ba mình mới chịu gọi thì nó lạnh nhắt luôn, người ta không còn nhu cầu nữa, nghỉ mùa luôn. Đấy. Thì cho nên là nó dẫn ra cái câu chuyện 200 lít này mà thu gom lại được đúng có 60 người chốt đơn thôi, còn lại hẳn tới 140 người là không có chịu chốt đơn gì hết. Rồi bây giờ mình phải làm sao với 140 người đây? À, mình đi thu thập data, mình đi lấy thông tin đã khó khăn rồi, mình bán chỉ được có 60 người, còn 40 người còn lại người ta đã chịu cho mình thông tin rồi, nhưng mà cái cách của mình thuyết phục sao người ta không chịu chốt đơn, đúng không? Bây giờ cái đây cái hướng đi nè, cái hướng đi của GoSale sẽ đưa đến cho các anh chị nè. 140 người này. À, bây giờ mình phải để ra một khoảng thời gian giãn giãn ra để mình chăm sóc lại người ta, đúng không? Hiện tại về bây giờ người ta chưa có nhu cầu, chưa có, nhiều khi là người ta còn đang băn khoăn về cái mức giá hay sao đó. À, hay là trong quá trình tư vấn á, người ta thấy cái gói tập này dài quá, làm tốn thời gian của người ta không có chịu mua. Rồi xong. Bắt đầu bây giờ mình sẽ đưa cái anh Facebook Pixel này vô. À, là trong cái landing page của tụi em là có cái con Pixel này để cho nó bám đuôi. Cái hình thức này là cái hình thức bám đuôi để cho người ta thấy lại được cái landing page của mình thêm một lần nữa. Nhưng mà với điều kiện là anh chị mình phải chạy quảng cáo. Đó, mình phải chạy quảng cáo ha. Thì cái con Pixel này á, nó không chỉ bám đuôi mỗi 140 người này không đâu, mà tất cả những người khách hàng từng vô cái landing page này. Đây đây đây, đây đây mới là cái vấn đề nó nằm đây đây. Làm sao mình biết được bao nhiêu người đã vào cái landing page của mình, coi landing page của mình, làm sao mình biết được, đúng không? Nhưng mà bên GoSale cho anh chị biết được, tại vì mình có kết hợp với lại cái công cụ Google Analytics. Dạ. Quảng cáo bám đuôi mình cần chạy Google các bạn. Dạ, mình cần chạy cái Facebook Ads anh ạ. À. Cái anh đó anh bên cái Facebook. Thì rồi đợi em chút xíu ha. Đó. Bây giờ số lượng người vô trong cái landing page này. Đó. Anh chị cần phải biết được cái điều đó để mình biết được là landing page mình thiết kế ra có hiệu quả hay không. Đó, nội dung lên đây có thu hút được khách hàng đến với anh chị hay không, đúng không? Thì mình dùng cái con mà Google Analytics để mà mình đo lường được cái số lượng người vô. Đó, mình đo lường cái hành vi của họ. Đây, họ đứng ở đâu lâu hay như thế nào đó, mình coi đọc báo cáo, cái phần mình đọc báo cáo của Google Analytics đó. Đấy, mình biết được số lượng đó. Và khi cái landing page này nó được gắn cái con pixel lên luôn. Nó được gắn cái con pixel lên á, thì đồng nghĩa với cái việc là nó thu gom hết tất cả những cái người mà đã từng vô trong này luôn. À, những người đã từng này nó lọc được ra là người nào mà vẫn gọi là vô mới có mấy phút xong đi ra hay sao đó, nó biết được hết. Và khi sau này anh chị sẽ dùng cái con đúng cái con pixel đó, anh chị chạy lại lên một cái trang landing page khác ha, thì số lượng những cái người mà đã từng vô trong cái landing page của anh chị lần một á, cái trang đầu tiên á, thì sẽ nhìn thấy lại được ha, với điều kiện hay mình đi quảng cáo, ví dụ mình đi quảng cáo bên Google hay là mình quảng cáo bên Facebook đó, để cho người ta nhìn lại thêm một lần nữa. Thì đây chính là cái chiến lược mà cứ nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại trong cái trí nhớ của họ. Dạ, đợi em chút xíu nha anh Quân. Rồi rồi rồi, một lát nữa em chạy vào hệ thống, đợi em một chút xíu. Thì cái đây là cái chiến lược mà để mà remind, nhắc nhở người ta. À, thì một con người mà các anh chị hình dung dùm em là khi mà mình thấy cái gì lần đầu tiên mình chưa hề ấn tượng về nó đó. Ha, chưa quá ấn tượng về nó. Đến khi mình thấy nó lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ bốn thì tự nhiên mình nhớ cái tên nó hồi nào không hay luôn. Nhớ cái tên hồi nào không hay luôn đó. Đó là cái chiến thuật. Đấy, mình có được cái anh. Đây, anh Facebook Pixel. Rồi. Nhưng mà cái chiến lược tiếp theo là cái chiến lược mình không có cần bị tốn phí này. Là cái anh mà gửi email marketing cho anh chị. Rồi. Thì trong hệ thống của mình có hoàn toàn miễn phí luôn cái chiến lược email marketing này, nó không tốn một đồng nào hết đó. Khi mà anh chị lấy được data của, để em ví dụ là 200 người này đi nha, anh chị có được data của họ rồi, thì đồng nghĩa với cái việc là anh chị cũng mở ra cái khoản là lấy được cái email của người ta luôn. Thì thường là cái trường thông tin nó sẽ gồm là họ tên, số điện thoại rồi email, đúng không mọi người? Đấy, mình lấy được ba cái đó thì bây giờ là có email rồi, mình gộp lại
những anh chị này vô một nhóm, rồi xong bắt đầu mình mới gửi tiếp tục email. À, gửi email gì bây giờ? Gửi email cảm ơn anh chị đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi đó, rồi ba la ba la ba la gì phía dưới nữa, viết cho hay vô, xong rồi kèm lại kèm thêm một cái link landing page tiếp tục đó. Thì hiện tại bên em đang có một cái chương trình rất là hấp dẫn cái kia đó, rồi mời anh chị mình click vào cái link này để mà mình tiếp tục mình tham khảo ha. Đó, thì bắt đầu em lại đẩy thêm landing page tiếp tục để cho người ta lại vô landing page của em, người ta coi tiếp. Mà cái landing page này là landing page mới hoàn toàn luôn ha. Đó, ở trên hệ thống của mình là cho phép tạo ra được vô số các trang landing page luôn, N trang landing page, không có giới hạn gì hết. Rồi, bây giờ là chúng ta đi vào hệ thống ha, để mà biết được là những cái phần này nè, như là cái Facebook Pixel, lấy cái con Pixel làm sao để mà gắn vô nó theo dõi. Thì bây giờ em sẽ mở hệ thống của mình ra và em hướng dẫn với mọi người ha. Đây. Rồi, anh chị chú ý giùm em ha. Ở đây mọi người mua cái gói GoList rồi á, thì nó sẽ nằm bên cái phần tiếp thị. Anh chị nhìn xuống landing page. Rồi, anh chị mở ra giùm em tạo landing page mới. Rồi, chờ đợi một chút xíu ha mọi người ha. Rồi, đường truyền ở đây thì nó hơi chậm. Mọi người thông cảm giùm em nha. Rồi, lên rồi. Đây ha anh chị ha. Những cái mẫu mà như em đã nói trước đây á, trước đó đó, là có ba cái loại. Một loại là cho phép người ta bán hàng trực tiếp trên cái landing page đó. Cái loại tiếp theo là cái loại đưa thông tin ra. Đó, để một cái mẫu thông tin ra để người ta điền vô cho mình cái thông tin. Rồi, cái loại thứ ba là cái loại chuyển đổi. Thì ở trong đây anh chị được quyền tự do lựa chọn nhờ trong tất cả những cái thư viện của em này. Thư viện của em có rất 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 là nhiều mẫu. Dạ. Rồi nè. Đây. Anh chị mình vô cái phần thư viện này ha, để mình chọn mẫu. Tại sao mình phải có ra được những cái mẫu này? Mục đích là giúp cho khách hàng mình tiết kiệm thời gian lại. Đó, bởi vì bây giờ mình đưa ra cái phần landing page mà khách hàng còn phải đi tự đi thiết kế nữa thì nó rất là mất thời gian của khách hàng. Cho nên là goal sale của tụi em là đưa ra hết tất cả những cái mẫu đang có ở đây, sẵn có ở đây. Thì các anh chị mình chỉ cần bấm vô mình xem trước thôi, để mình biết được là cái mẫu này nó có phù hợp với lại cái chiến dịch của mình hay không. Đó, mình bấm vô mình xem trước. Ha, đây, đây là cái định dạng mà mình xem ở trên desktop, trên máy tính này. Đó, nó nằm ngang ha mọi người ha. Đấy, cho nên các anh chị thấy là landing page á, nó thể hiện được trên hai cái định dạng hết nha. Một là cái định dạng ở trên desktop nằm ngang như anh chị đang thấy nè, và cái định dạng thứ hai là nó thể hiện được trên mobile, là trên smartphone của mình á. Đó, khi mà khách hàng người ta bấm vô cái landing page này á, thì đây đây là cái định dạng mà người ta sẽ nhìn thấy nè. Đó, cái này nó không phải là app nha anh chị, không phải là anh chị phải mua app này kia thì mới làm được landing page, không có nha. Đó, mình sẽ nhìn thấy được trên mobile của mình. Đây, định dạng nằm dọc. À, anh chị xem cái mẫu này coi nó có thân thiện với người dùng chưa. Đó, nhìn nó có gọi là căng đều khoảng cách không. Ok, thấy mẫu ok thì mình chọn mẫu này. Và bắt đầu mình đi chỉnh sửa cái mẫu này. Đây, đây mình chỉnh sửa. Rồi, sử dụng luôn đi ha. Đó, đây là một cái mẫu mà để chuyển đổi á. Đó, kể về cái câu chuyện sản phẩm nè. Đấy, đấy giống như là anh chị là người gọi là sáng lập ra đúng cái sản phẩm đó. Anh chị phải viết lên cho nó một câu chuyện. Ha, mình đi bán câu chuyện mà. Đấy, mình kể về sản phẩm này vì sao rồi cái ba la ba la ba la, đúng không? Rồi mục đích cuối cùng mình muốn điều hướng người ta đến với website. Đó, anh chị muốn mua quản sản phẩm hay gì đó, nghiên cứu thêm sản phẩm thì qua bên website. Đó, thậm chí là mình mở bán, mở đặt mua ngay ngay tại trên cái trang này luôn. À, thì cái chỗ đặt mua ngay nè, đó, em bỏ link vô ha. Rồi cái chỗ mà điều hướng, em muốn điều hướng này, ví dụ ở phía dưới đi, em làm ra một dòng chữ là đây 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 cái chỗ này đi, thì bây giờ em muốn sửa lại. Đó,
em muốn sửa lại, xem thêm tại website. Đó, em muốn điều hướng người ta qua website của em mà. Đó, bây giờ em mới bỏ cái link website của em vô. Đó, điều hướng người ta qua. Đó, thao tác nó chỉ có như thế thôi. Và anh chị muốn thay đổi những cái dòng chữ gì trên đây mình đều làm được hết, được tất. Thậm chí là mình nhấn cái video khác vô cũng được luôn. Đó, chỉ cần là anh chị chọn vô cái phím này ha. Rồi, chỗ này nè. Đó. Em bỏ cái đúng luôn. Rồi bây giờ em mở cái YouTube ha. Ví dụ là cái này đi. Rồi sao chép giùm em cái mã nhúng nha anh chị ơi. Mình lít chuột phải vô cái video này. Xong rồi mình chọn là sao chép mã nhúng. Đó. Đó, mình bỏ vô đây. Đây đây đây, cái chỗ này mới là mã nhúng anh chị ơi. Đó. Làm để nhầm ha. Lưu lại giùm em cái. Mình thay đổi cái gì là mình phải lưu lại ha. Nó mới hiểu được. À, đó, nó thay đổi được cái video rồi đó anh chị. Anh chị lưu ý giùm em nha, mình muốn thay đổi video gì là mình cứ lấy cái mã nhúng của nó. À, mình không không mình không có lấy cái URL nha mọi người. URL ở phía trên là không phải. Không phải nha, mình cứ lấy cái mã nhúng. Rồi. Bây giờ mình quay lại với cái phần mà à, tên miền nè mọi người. Rồi tag là cái gì, rồi pixel lấy làm sao, Google Analytics này. Đó, mấy cái này. Rồi, em đi từ từ ha. Thì bây giờ anh chị được phép là xuất bản với tên miền miễn phí. Còn nếu như mà mình có tên miền cá nhân riêng của mình rồi, mình muốn bỏ vô, thì anh chị liên hệ với bên phía bộ phận của tụi em IT là họ sẽ giúp anh chị làm cái việc này nha. Rồi tiếp tục. Cái tag này, cái tag theo cha này à, hồi nãy em có nói một cái chi tiết là mình sẽ gom lại hết những cái người khách hàng nào mà từng để lại thông tin cho mình trên cái landing page này, để mà mình làm chiến dịch email tới người ta à, mình tiếp tục mình đẩy cho người ta cái thư đó, đúng không? Vậy thì bây giờ làm cách nào để mà mình gom được họ đây? Đấy mới là vấn đề. Thì bây giờ trước khi mà anh chị đi phát cái landing page này cho mọi người biết á, anh chị hãy đặt giùm em một cái tag. Đó, mình giống như mình đặt tên cho landing page vậy mọi người, để sau này mình dễ mình tìm lại cái trang đó. Và mình vô cái phần mà này, mình vô cái tag này và mình coi ra được là trong đó có bao nhiêu người đã được gửi lại thông tin cho mình. À, rồi. Ví dụ em đặt tag ra này là tag test 1 nha. Rồi, gõ vô enter một cái. Đó, enter nó nổi chữ đen lên là được thành công. Rồi. Qua cái anh Facebook Pixel nè. Thể theo anh nào? Anh Quân. Rồi anh Quân yêu cầu. Rồi bây giờ em đi lấy cái con Pixel này em bỏ vô đây ha. Thì bây giờ em giả dụ như là đây là một cái landing page mới hoàn toàn luôn. Em muốn gắn con pixel mới hoàn toàn cho nó. Thì bây giờ em làm như sau này. Rồi. Rồi, mọi người có em thấy em đang thao tác không ạ? Rồi. Để em kiểm tra là em có nâng cấp lên cho doanh nghiệp chưa ha? Thì khi mà mình lên cái phần mà doanh nghiệp á, thì nó sẽ có được phép là tạo ra nhiều con pixel hơn. Còn anh chị hiện tại là chỉ mức ở mức cá nhân thôi thì nó không có cho phép mình tạo ra nhiều con pixel đâu ha mọi người ha. Rồi đây là được lên rồi ha. Rồi bây giờ em vào cái phần mà nguồn dữ liệu này. Đó, để mà em tạo ra con pixel. À, hiện tại là mình có tạo trước một con rồi nè ha mọi người. Đây. Rồi mình thêm ha.
Đó, cái phần mà hướng dẫn cho người tạo mới hoàn toàn luôn. Thì bây giờ á, em bỏ cái trang đâu rồi, cái landing page đâu rồi. Em bỏ vô đây ha. Đó, để cho nó ghi nhớ được là nó cần phải đi bám lui vô vô cái trang nào nó mới hiểu được. Rồi, em tiếp tục. Rồi, em thiết lập nó ngay nè. Rồi. Rồi. Đó. Đây anh chị. Mình tới cái khúc kia là mình tắt là được rồi, là nó tự động nó ra được cái con pixel này rồi. Và lưu ý giùm em là mình đặt tên khác nhau để cho mình biết là cái con nào mình dùng cho cái trang nào ha, để mà mình đừng có bị lộn. Hồi nãy là em để nó khác quá nó bị lộn nè. Đó. Rồi bây giờ mình lấy mình dán vô thôi. Chi tiết. Đó, mình dán vô. Thì cái con pixel này nó có nhiệm vụ là nó theo dõi đúng cái trang này. Cho nên nãy em mới dặn mọi người là mình đặt tên để mình dễ phân biệt, để sau này là mình biết mà mình dùng lại cái con đó để mình làm cho cái landing page thứ hai, thứ ba đó, để mình nó đúng cái tiệc của mọi người, cái mục đích là nó đúng cái tiệc. À, thì á bây giờ nha, mở ra cho mọi người một cái ý tưởng này. Bây giờ em muốn những cái người mà đã từng vô website của em á, đó lưu lượng những người mà đã từng vô website của em thì sẽ nhìn thấy lại được cái landing page này. Đó. Thì bây giờ em phải dùng cái chế độ bám đuôi của cái con pixel mà em gắn ở trên website. Đấy. Đó, đó không phải là dùng cái con mới này nữa nha. Con mới này là nó mới cáo hoàn toàn luôn, nó chưa có dữ liệu gì hết. Đó, để mà khi mà mình phát cái landing page này ra rồi thì bắt đầu nó mới thu thập cái dữ liệu mới của những người mà vô đúng cái landing page này, nó mới hiểu là vậy. Còn bây giờ nè. À, bây giờ em dùng cái con pixel cũ mà em gắn ở trên website của em á, để nó bám đuôi những người khách mà đã từng vô website của em. Thì ví dụ như cái chiến lược của em là thế này: ở trên website em để giá 500 ngàn một sản phẩm, nhưng mà trong cái trang landing page này á, em chỉ bán với giá là 299 ngàn thôi. Thì những người đã từng thấy cái sản phẩm này, đúng không chị Nhàn? Chị Nhàn thử nghĩ nè, những người mà đã từng thấy sản phẩm này, à tôi thấy ở trên website 500 ngàn, nhưng mà bây giờ hôm nay là tôi thấy được giảm giá nha, lại còn có 299 ngàn thôi. Thử hỏi chị Hàng có đưa ra quyết định nhanh chóng hơn không? Đúng, đúng không mọi người? Đó là một cái tâm lý của người tiêu dùng của chúng ta. Thì bây giờ anh chị có còn nhớ cái chỗ mà mình gắn cái con pixel ở trên website nó nằm đâu không? Nó nằm đây, nâng cao ha. Vô cái phần cửa hàng trực tuyến xong rồi vô nâng cao. Đó thì cái cách lấy pixel nó cũng giống y chang như hồi nãy là em hướng dẫn mọi người á. Thì bây giờ mình lấy lại cái con cũ này thôi. Đây. Đây nè. Đó. Đó. Đó, em chọn vô nó để mà mục đích là em muốn cho những người đã từng vô website của em thấy được rồi ha, con pixel này ha. Đấy. Rồi những cái anh mà Google Analytics thì kia thì là cái thao tác lấy á, nó nằm ở cái bài mà Google Analytics này, các anh chị mình coi lại website, coi lại trên YouTube giùm em ha, nó rất là đơn giản, không có gì phức tạp chân. Bây giờ em hướng dẫn cho mọi người mình làm qua cái thêm cái bước thứ hai nữa, là cái bước mà mình bán combo cho khách hàng. Đây, mở ra cho các anh chị mình thêm cái ý tưởng là mình sẽ đi bán combo cho khách hàng. Không biết là mọi người ở đây là mình có bữa giờ là mình có coi livestream của một chiến thần tên là HL không? Chị nhàn có coi không? Chiến thần livestream HL. Rồi, cổ nói cái gì sản phẩm này với giá 18.000, sản phẩm kia với giá 11.000 đúng không? Rồi cuối cùng trong livestream cổ giải thích là sản phẩm này được bán cùng với combo. À, bán combo. Ồ, nhưng mà không kịp hả em? Rồi. Bây giờ mình sẽ đi tiếp cái phần này, xong rồi nếu mà còn thời gian mình sẽ quay lại, mình nói lại một lần nữa được không mọi người? À, tại vì em à không sao. Thôi bây giờ em sẽ hướng dẫn lại từ từ nha mọi người ha. Cái phần mà lấy con pixel đúng không? Alo.
Alo. Rồi cái thao tác này cực kỳ đơn giản luôn mọi người. Mọi người truy cập vào cái đường link này giùm em. Đây. Bây giờ để em bỏ riêng vào cái ô chat cho mọi người ha. Rồi mình tạo ra pixel này. À. Rồi, đợi em một chút xíu nha mọi người. Rồi. Lên này. Rồi khi mọi người vô đây. Rồi. Mọi người chỏ vào cái phần cài đặt giùm em. Rồi. Đây. Cài đặt này. Hiện tại nó đang chậm quá mọi người ơi. Đó. Rồi, mọi người nhìn giùm em cái dấu ba gạch ở trên này. Ha. Mình chỏ vô trình quản lý sự kiện. Ơi. Lắc quá lắc. Rồi, mọi người chỏ vô lại giùm em ha, cái cài đặt cho doanh nghiệp nè. Rồi, kéo xuống, kéo xuống, kéo xuống, nó sẽ có cái chữ là nguồn dữ liệu. À, được không mọi người? Bấm vô nguồn dữ liệu ha. Xong, chọn pixel. Đi đường này thì có vẻ là nó nhanh hơn được này. Rồi bấm chữ thêm, tạo ra con pixel mới nha. Rồi đổi tên nó đây nha mọi người ơi, đổi tên nó đây giùm em nha. Ví dụ giống như là lên bay mắt kiến đi. Rồi để mình nhớ được là cái sản phẩm nào mình chạy cho nó, để không thôi sau này lộn. Rồi bây giờ cái landing page đó anh chị, đây anh chị xuất bản ra cái landing page rồi ha, thì anh chị bắt đầu anh chị gắn vô để cho nó ghi nhớ này. Tại vì cái landing page khi mà mình xuất bản ra mình có thể chỉnh sửa nó lại được, cho nên mọi người đừng có lo ha, cứ xuất bản thoải mái, xong rồi mình vô cái nút mà mình chỉnh sửa để mà mình chỉnh sửa lại nè, cái nút mà mình chỉnh sửa này, đây đây nè, cái nút chỉnh sửa này mọi người được quyền thao tác chỉnh sửa lại hết. Rồi bây giờ em tiếp tục. Rồi, em bấm thiết lập pixel ngay. Rồi, bắt đầu em chọn cái dòng là thêm mã pixel vào trang web theo cách thủ công. Đó, em chọn dòng này. Rồi, em tiếp tục. Rồi ha, hủy nó đi. Ra là nè nè mọi người. Tới cái khúc đó là nó ra được cái con pixel này rồi. Đây, mọi người chỉ cần nè, mọi người nhìn thấy em không? Em đang đứng trên cái landing page mắt kiến A1 nè. Đó, hoặc là em chọn qua cái pixel của Chi Chi nè. Hai cái con số nó nhảy khác nhau nè. Đó. Rồi bây giờ mình lấy ha, mình bấm vô nó, sao chép. Đó, sao chép vào bộ nhớ tạm. Sao chép nó. Rồi, mình có cái mã rồi đó nha. Mình có cái con pixel này rồi. Mình quay ngược lại mình gắn vô lại cái mà landing page mình mới tạo đó. Mình gắn vô cái chỗ đó thôi là được. Rồi. Nhung ơi. Ok chưa Nhung ơi? Nhung ơi, Nhung ơi. Rồi mọi người ơi, mọi người ok không mọi người? Rồi ok Nhung. Rồi mọi người có chỗ nào mà bị nhanh quá mọi người nói em chậm chậm lại ha. Tại nhiều khi cái tay của em nó thao tác nó bị nhanh, bị dí. Không biết nữa, cái tính em nó hay làm lẹ, chứ nhiều khi em cũng không có để ý là mình đang bị quá nhanh nữa, cho nên mà sorry mọi người có gì mọi người cứ nhắn lên trong ô chat để mà em biết em chậm lại ha. Rồi bây giờ em đang nói tới gì em quên mất tiêu rồi.
Em nói tới cái việc mà bán combo, rồi kể cái câu chuyện mà chiến thần livestream đó đúng không? Cuối cùng là cổ giải thích trong livestream của cổ là sản phẩm của chúng ta là được bán theo combo, cho nên là khi mà cộng trừ nhân chia giá lại đó, hai cái sản phẩm mà khách hàng đưa ra, cái combo này là 158.000, thì trong combo này có tất cả là ba sản phẩm, thì hai cái sản phẩm đầu tiên á nó cộng lại nó là giá 140, và cái sản phẩm cuối cùng mà cổ cầm trên tay cổ nói là 18.000 á, thì á, trừ qua trừ lại cuối cùng sản phẩm này ra 18.000, nhưng mà bạn phải mua cái combo này thì mới được cái giá trị của cái sản phẩm này chỉ còn 18.000. Đó là cái cách mà cổ giải thích. Vậy thì theo anh chị mình có nên bán combo hay không? Mình có nên bán combo hay không mọi người? Em ở ở đây mình không có đào sâu vào cái câu chuyện đó ha anh chị ha, mình chỉ xoáy vào cái câu chuyện là mình có nên bán combo hay không, mình quay ngược lại, mình quay ngược lại về doanh nghiệp của mình này, về những cái sản phẩm mà gọi là hàng tiêu dùng hay là những sản phẩm mà chăm sóc bảo vệ sức khỏe hay gì đó, mình có nên bán combo hay không? Thì combo là một cái hình thức mà nó cross sale. Mình làm mình bán cross sale thì mình chơi combo. Bản chất cái combo đó là nó sẽ bị hạ cái giá xuống, mình lợi ích ít ít một xíu. Tuy nhiên về cái mặt mà chiến thuật marketing á, nó lại rất là phổ biến, nó lại phủ sóng rộng rãi về cái sản phẩm mà mình muốn đưa cho khách hàng của mình. Đó em lấy ví dụ giống như là cái câu chuyện lúc nãy á, là cái sản phẩm mà bên đây họ đang muốn mua đưa cho khách hàng á là cái sản phẩm mà 18.000 kia để cho khách hàng dùng thử trải nghiệm này kia bla bla bla, và sau đó thì khách hàng yêu thích thì khách hàng sẽ mua với cái mức giá niêm yết của họ, đúng không? Đó là câu chuyện mà họ đang đang nói với mình như thế. Thì bây giờ là giống như phía anh chị thôi, anh chị có những cái sản phẩm mới nào đó mới ra đời mà anh chị muốn quảng bá đến cho phía doanh nghiệp, phía khách hàng của chúng ta á, thì mình cũng có thể là tạo ra một cái combo như thế này, thay vì là mình đưa cho họ những cái mẫu thử, sample, thì á mình đưa cho họ một cái mức giá nó hời, gọi là nó siêu rẻ luôn, nó siêu rẻ như thế này đó, để họ dùng thử đúng cái sản phẩm, đúng chất lượng, đúng mẫu mã mà chúng ta muốn đưa cho người ta đó. Đồng thời là mình sẽ bán ghép, mình bán ghép thêm hai cái sản phẩm khác đó, một hay hai sản phẩm hay là ba sản phẩm khác, nói chung một cái combo như thế để mà mình đẩy doanh thu. Mục đích là mình sẽ đẩy doanh thu hết tất cả toàn bộ những cái sản phẩm còn lại lên, đẩy lên, đẩy số lượng doanh thu lên, đẩy số lượng mua lên. Đây thì bây giờ trong hệ thống của chúng ta á, có làm được tạo ra được những cái combo đó luôn ha mọi người ha. Đây vậy bây giờ mình tạo ra bằng cách nào nè, nhưng mà em nói trước ở chỗ này ha, đối với lại cái landing page mà mình tạo link mua hàng á, tạo combo xong rồi bỏ vô link mua hàng này kia nè, là anh chị phải có cái website thì nó mới link qua với website của chị anh chị được. Khi mà mình tạo cái link mua hàng này xong á, thì khách hàng của chúng ta bấm vào link mua hàng thì sẽ chở họ về website đó, và họ sẽ điền thông tin số điện thoại địa chỉ kia và thanh toán cho chúng ta ở trên website luôn, nếu mà họ muốn chọn hình thức thanh toán online đó. Cho nên là cái vấn đề này nó phải có cái website thì mình mới chở họ về website được anh chị ha. Còn không thì mình sử dụng những cái landing page mà đưa thông tin thôi, lấy thông tin data này kia thôi. Rồi, bây giờ giả dụ như là đây. Ba lô đi hả? Rồi mua một cái ba lô thì được tặng thêm một bịch bánh. Rồi, ví dụ là như vậy đi ha. Mua cái ba lô được tặng thêm một bịch bánh. Nhưng mà mình không có nói rõ ra là như vậy. Thì cái combo bán kèm thế này có mức giá, nếu như bình thường là nó có mức giá là khoảng chừng là 200.000 đi, thì bây giờ trong cái combo này á mình sẽ áp dụng một cái mức giảm giá cho nó, ví dụ giống như là down xuống cho nó 10% hay 20%, thì buộc lòng anh chị mình phải tạo ra được cái các cái chương trình khuyến mãi, mình tạo ra chương trình khuyến mãi trước để khi mà mình áp dụng vô, combo. Ha, mình áp dụng vô đây ha. Đó, hoặc là anh chị cũng có thể tạo ra những cái sản phẩm không đồng nha, mình sẽ tạo ra những cái sản phẩm không đồng xong rồi đồng thời mình lồng ghép vô cái combo này, coi như là anh chị mua mặt hàng A sẽ được tặng mặt hàng B, không đồng nha, không đồng.
Đó, đó là những cái ý tưởng để mà mình làm combo. Đó. Khi mình hoàn tất xong, anh chị có thấy nó ra được cái đường link à? Đó, mình bấm vô mình sao chép. Thì ở cái đường link này, à, em giả dụ được cái link này. Quên mở ra ha mọi người. Đây. Rồi tìm ngay cái chỗ mà mua ngay á, mình đẩy cái URL này vô. Đây, đó, cái link mà lúc nãy mình mới vừa tạo á. Rồi, mua ngay ha, luôn. Rồi. Đợi một xíu cho nó update hơn chị ha. Thì mỗi lần mà mình cập nhật cái gì á, mình xuất bản á, đây, thì nó phải mất một vài giây, cho nên là mọi người chờ đợi ha, chờ đợi một vài giây để cho nó xuất bản ra. Để em thử coi nó đã được chưa. Đó, nó được rồi đó mọi người. Đó, nó trở về website của mình nè. Rồi, đợi xíu nó lên ha. Đó, nó trở về website. À, cái sản phẩm này là sản phẩm cũ rồi mọi người ơi. Đợi một xíu nó lên lại cái combo mà hồi nãy em mới cài cài mới á. Đợi một chút ha. Ở trong cái thời gian chờ đợi này em đi giới thiệu cho mọi người mấy cái mẫu khác. Trong này nhiều mẫu lắm, cho nên là mọi người vô đây mọi người tha hồ tìm mẫu. Còn thêm một cái phần nữa anh chị. Đây cái hội thoại chat này này, mình mở lên, mình mở cái hội thoại chat này lên, giống như là ở trên đây anh chị thấy nè. Đó, mình điều hướng nó chạy vào trong phía Facebook của mình. Đó, để cho người ta nhìn thấy cái landing page này, người ta chat trực tiếp được với mình luôn ha. Mình mở được hội thoại chat, mình gắn được Facebook Pixel, mình gắn được cái con analytics để mà theo dõi. Tất cả cái này làm được hết. Rồi, phần phía dưới là có cái mục mà SEO này. Đó, mình điền SEO cho cái trang landing page của mình vô. Mình điền những cái từ khóa ha. Anh chị hình dung ra trước là khách hàng của mình á, có thể là tìm dùng những cái từ khóa nào để mà họ tìm ra mình á, thì mình sẽ điền vào đây. Điền phần nội dung, điền phần mô tả từ khóa rồi tiêu đề. Và lưu ý là mình điền luôn cả không dấu luôn. Tại vì nhiều người người ta sẽ tìm kiếm trên Google á, người ta lười, người ta không có gõ dấu. Rồi. Không biết là nó đã loát chưa. À, nó chưa loát ha mọi người ha. Đây, trong thời gian đợi nó loát thì em hướng dẫn tiếp cho mọi người cái phần mà mình đi mở cái hộp thoại chat này lên. À, mình mở hộp thoại chat này lên trên cái landing page. Rồi. Bây giờ ha thì mọi người phải dùng cho em một cái nick nào mà mình đã tạo ra fanpage rồi á thì mình lên nha. Vì nó yêu cầu là mình phải lấy trên fanpage mới được. Tại vì bản chất là khi mà khách hàng á, người ta nhắn tin tới cho mình á, thì nó sẽ đổ vô, nó sẽ đổ về cái message trên fanpage của mình chứ không phải là trên trang cá nhân. Đó, cho nên mọi người kiếm giùm em ha. Rồi, cái trang này là có được cái fanpage này nè. Rồi, mọi người vô cái Meta Business Suite giùm em. Rồi. Đứng ở đây là anh chị cũng nhìn thấy được cái mã nó nằm đây nè. Đấy. Đó. Mã này là mã gắn vô đó. Nhưng mà chưa, chưa, chưa. Mình bây giờ mình phải đi kiểm tra xem là ở trong cái phần mà login á, nó đã cài đặt cho landing page chưa. Đó, cái này mới là vấn đề quan trọng ha. Vô hộp thư giùm em nha. Đó, hồi nãy em mới vừa chọn vô hộp thư á. Lắc quá ha mọi người ơi. Đó, mọi người vô lại hộp thư ha. Hộp thư này. Rồi, ở chỗ này, anh chị nhìn dùm em cái chỗ phần cài đặt này, nó có dấu răng cưa á. Chọn vô dùm em. Kéo xuống là xem tất cả cài đặt. Chọn vô dùm em ha. Rồi, thấy cái mục mà login chat, chọn vô dùm em. Rồi, tiếp tục. Bấm dùm em chỗ thiết lập. Rồi, chọn phương thức thiết lập, bấm tiêu chuẩn. Ha, rồi cái khúc này là quan trọng nè. Mình chọn tiếng Việt ha, bấm lưu và tiếp tục. Rồi, ở chỗ này anh chị kiểm tra dùm em. Có landing page chưa?
Đây thì ở đây mở ra nhiều sụt quá, tắt bớt nha cho nó đỡ rối nha. Thì đây là cái website của em nè. Đây, tại vì em cũng đã mở cái bong bóng chat này ở trên website luôn, cho nên là em phải bỏ cái đường link của website em vô đây đó, để cho nó ghi nhớ, nó ghi nhận lại. Rồi cái landing page mà em muốn là tất cả những landing page sau này mình tạo ra n landing page, cho nên là anh chị chỉ cần là gõ cái đường link landingpage.gocell.vn xong mình xẹt một cái là được. À nếu mà anh chị nào mà có tên miền riêng á, tên miền riêng của anh chị á, thì anh chị cũng bỏ vô đây đó. Còn cái này là cái tên miền em đang dùng miễn phí ha, thì nó như vậy thôi. Rồi mình lưu và tiếp tục. Rồi tới khúc này bấm sao chép mã vậy thôi à. Rồi tiếp tục, rồi hoàn tất. Rất là đơn giản anh chị, mở cái login chat này rất là đơn giản, nhưng mà điều quan trọng là anh chị phải lấy được đúng giùm em cái ID của fanpage này, nó nằm đây ha. Rồi anh chị có nhìn thấy giùm em không, cái asset này, asset gạch cái ID xong rồi bằng bằng cái dãy số này nè. Thì bây giờ mình copy cái ID này để mà mình bỏ vô cái gì nhỉ. Đây đây đây, cái hộp thoại chat Facebook của mình đó, em bỏ sẵn rồi đó. Đó, cái dòng hộp thoại chat Facebook tức có nghĩa là bong bóng chat anh chị ha. Bỏ vô đây. Rồi. Mỗi lần mà ấy cái gì là nó cũng phải đợi một thời gian. Đây, cái này bỏ sẵn rồi cho nên nó lên sớm á anh chị. Mình lưu ý cái này chút xíu giùm em ha. Đó, mình mới bỏ vô thì mình phải đợi nó chút nó mới ra. Giờ coi nó lên combo chưa này. Đó. Thì á cái phần mà làm link tạo ra cái đường link mua hàng như thế á, với mục đích là sẽ giúp cho khách hàng của mình đi thẳng đến trang thanh toán luôn đó. Như anh chị có thấy là em vừa bấm vô một cái là nó không có ra những cái trang thông tin của sản phẩm gì nữa hết trơn á, đó nó rất là rườm rà. Thì bây giờ khách hàng đã đọc hết tất cả những cái thông tin ở trên trang landing page anh chị viết rồi, là anh chị show ra là nội dung là mua combo này kia các thứ đúng không, giá sẽ được giảm như đây các thứ đúng không. Đấy thì bây giờ là họ chỉ cần click vào cái đường link này và điền thông tin cá nhân của họ vô đây, chọn hình thức giao hàng đó, chọn phương thức thanh toán và sau đó bắt đầu lên đơn thôi. Giống như bây giờ nè em làm thử nha, đó, lên thử một cái đơn. Rồi. Rồi kiểm tra đầy đủ thông tin thanh toán khi nhận hàng rồi mình tiếp tục. À đó. Cái combo đúng là cái combo hồi nãy mình làm không mọi người, à chính nó ha. Rồi tiếp tục đó, ở cái chỗ này mà lúc nãy mà anh chị biết cái mã giảm giá thì mình bỏ vô. Đây đây đây, quay lại chút xíu nè. Đó. Combo này nè. Rồi. Anh chị biết cái mã giảm giá ở đây anh chị gắn vô ha. Tại cái phần này hồi nãy em quên xét cái phần giảm giá đó. Không hiện ra. Rồi mình có mã giảm giá thì mình nhét vô. Để mà mình được discount cái combo này xuống. Rồi. Hình thức thanh toán khi nhận hàng. Đây. Rồi mình tiếp tục để mình hoàn thành cái đơn này. Đó. Quá trình đặt hàng đây thì là như em đã nói là nếu mà mọi người có website thì mọi người tạo ra cái link mà bán hàng trực tiếp ở trên landing page như thế này luôn, để mà khi người ta mua là bắt đầu sẽ dắt người ta về website để mà người ta thực hiện cái hình thức thanh toán đó, và bắt đầu bên mình đóng gói giao hàng thôi. Đây rồi cái tag khách hàng này. À vậy thì bây giờ em muốn đi tìm ra những cái người nào mà đến từ cái trang landing page này nè, data của em, thì bắt đầu em vô phần khách hàng để em tìm. Rồi ở chỗ phân nhóm này đó, vô khách hàng xong em vô phân nhóm ha, bắt đầu em tạo phân nhóm. Đây thông tin khách hàng ngày đăng ký nè, em chọn xuống chỗ là thẻ khách hàng, rồi em tìm ra đúng cái tab đó hồi nãy len đó, tab hồi nãy mình đặt tên là len 2 đúng không. Đây chính nó, lưu lại. À lên hai, lưu lại thì lập tức ra
mình nhóm được những cái người mà mua hàng cho mình trên landing page này hả, thì mình đồng thời là mình thống kê được là cái landing page này nó có hiệu quả hay không, có bao nhiêu người khách hàng là để lại thông tin cho mình hay là mua hàng của mình, bla 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 bla, nó sẽ ra cái số lượng cho mình biết đó. Bây giờ mình có được phân nhóm khách hàng như em nói rồi nè, thì bắt đầu mình đi marketing họ lại, mình đi gửi email cho họ tiếp tục ha. Đó là cái hướng đi của landing page. Rồi hiện tại thì bên em mới nâng cấp lên cái version mới á, cho nên là có thêm một cái tính năng này nữa, mà cái này em cần phải nói cho những anh chị nào mà mình có mua, đang hiện tại đang mua cái gói mà đại lý affiliate của bên em á, à, cái gói affiliate á, thì là hiện tại là bên em đang cho phép là mình sẽ bán hàng được trên landing page mà tính hoa hồng cho những bạn cộng tác viên đó luôn. Đó, bình thường thì ngày trước là các bạn cộng tác viên đó là dropship đó, là bạn phải đi lấy cái link và các bạn đi rải link sản phẩm và bạn đi rải ở những cái kênh mạng xã hội của các bạn, thì khi có những cái đơn hàng nào mà nó thành công đó, thì bắt đầu bạn mới nhận được hoa hồng, đúng không anh chị? Nhưng bây giờ mình cho phép người ta là rải cái link landing page của mình luôn, à, mình lấy cái link landing page này mình đưa cho họ xong rồi với cái hình thức là họ chèn cái mã gọi là cái mã cộng tác viên của họ vô cái đuôi lên mây thôi đó, và khi phủ hết mọi nơi như vậy là được, có nghĩa là họ cũng sorry mọi người là cộng tác viên của chúng ta sẽ có được cái hoa hồng đến từ lên mây luôn. Thì anh chị nghiên cứu thử cái phương pháp này ha, hiện tại thì cái chương trình mà dropship á nó đang rất là phổ biến rồi, và thậm chí họ là những người mà sale cho mình, một đội ngũ sale, một đội ngũ làm truyền thông cho mình mà không cần phải nuôi quân hay gì hết, chỉ cần là mình trả hoa hồng cho họ thôi và họ cũng không có mất gì hết, họ cũng là một người đi rải lên thôi và họ không có tốn tiền để mà nhập nhập vốn, gọi là nhập hàng hóa về, không có tốn vốn để nhập hàng hóa về, và thậm chí là trong lúc mà ngủ họ cũng tạo ra thu nhập nữa. Cho nên là cái hình thức này đang được rất là ưa chuộng ở Việt Nam mình ha, những bạn trẻ này, rồi những mẹ bỉm sữa là nhân viên văn phòng này, những bạn học sinh cấp 3 cũng đều là đang làm cái hình thức này để mà có thêm thu nhập. Cho nên là các anh chị nghiên cứu thử cái hình thức này ha, bên em cũng có cái gói affiliate đó. Rồi, và còn một cái nữa, cái Google Analytics để mà đo lường được cái lượng khách hàng mà đang ra vô ở trong web, ở trong landing page của anh chị, thì bây giờ để em hướng dẫn luôn cái đó ha, để cho mình biết cái cách mà mình gắn cái mã theo dõi, cái mã đo lường của bên Analytics vô đây. Rồi. Bây giờ anh chị qua Google, anh chị gõ giùm em cái Google Analytics ha. Đó, chọn vô. Rồi. Hiện tại là em đang có sẵn rồi, nhưng bây giờ em tạo mới. Đó, coi như là mình là đang là một người mới hoàn toàn luôn anh chị ha. Này. Rồi. Rồi, chọn vô ha, mình bấm tiếp tục. Chọn lại Việt Nam của mình. Rồi mình kê khai ở cái chỗ này ha. Chọn hết giùm em ha, để khi mà người ta báo cáo, người ta xuất ra báo cáo thì mình biết. Rồi, ở chỗ điều khoản này thì anh chị chấp nhận giùm em hai hai mục. Đó, có mục trên và mục dưới nữa ha. Mình kéo cái con chỏ bên này nè. Rồi, tôi chấp nhận. Rồi, ở chỗ web này anh chị thả cái đường link của cái gì nhỉ,
cái landing page của anh chị vô. Rồi đó, để cho nó biết nó đo lường cái nào á mọi người. Đây, mọi người bỏ cái đường link của landing page vô ha. Rồi, xóa giùm em cái HTML ở trên đầu đi. HTTP chứ. Rồi, tên luôn. Rồi, tới khúc này mình bấm tạo luôn ha anh chị ha. Rồi, mọi người nhìn thấy giùm em mã đo lường này. Mình lấy đúng cái mã này thì nó mới bám được theo cái landing page của mình anh chị nha. Chứ mình không có lấy mã luồn anh chị ha. Lấy mã luồn là nó không có theo dõi được đâu. Là sai rồi đó. Thì mình lấy mã đo lường, sao chép nó. Và qua bên đây mình dán thôi. Đó, mình dán lên cái landing page của mình thôi. Rồi, em đã hướng dẫn mọi người hết tất cả rồi ha. Đó, mình vô chỗ dán của mình nó nằm ở đây nè mọi người. Đó, dán cái mã lên. Đây. Còn cái hộp thoại Zalo chat này nè, nếu mà anh chị muốn mở nó lên ở trên này á, thì là mình có cái Zalo OA á, thì khi khi mà mình có ra được cái tài khoản Zalo OA rồi á, thì mình chỉ cần lấy cái ID thôi, rồi mình bỏ vô là nó hiện lên, nó đơn giản hơn cái anh Facebook rất là nhiều. Đó, hiện tại ở bên team rồi em thì không có cái tài khoản Zalo OA nào hết á, tại cái đó là phải cần có gọi là giấy phép kinh doanh này kia thì mới được, cho nên không có anh chị ha, thông cảm giùm em. Rồi. Tới đây rồi, anh chị có cái câu hỏi nào không? Anh chị đặt cho em, anh chị cứ bỏ vô ô chat giùm em ha. Rồi, có thắc mắc gì em sẽ giải thích cho mọi người ở đây luôn. Chị Dương ơi, anh Nam Hy, chị Chính, anh Chính Nguyễn ơi, chị Diễm Huỳnh ơi, dạ. Alo, alo, alo mọi người. Dạ, nãy giờ mọi người theo dõi cái buổi training của em, mọi người có thấy là có chỗ nào mình khó hiểu quá không mọi người? Có chỗ nào mà cần em nói lại không? Mọi người cứ nói đi để em làm lại cho mọi người ha. Anh Hoàng Minh nè, anh Hưng Lâm, anh Hưng Lâm ơi. Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn chị rất nhiều. Dạ, còn ai có thắc mắc gì nữa không ạ? Em Nhung nè, em Nhung nè, em Nhung có thắc mắc gì không nè? Rồi, em đợi mọi người xíu ha. Nếu mà không có thắc mắc nào thì em sẽ dừng cái buổi training của mình tại đây. Rồi. Rất là vui khi mà nhìn thấy các anh chị tham gia đông đủ cùng với em cũng như là trên tương dạ nội dung hôm nay dạ dạ nội dung hôm nay nhiều quá ha anh không sao, mình coi lại từ từ anh ha. Có sẽ có video cho cái buổi ngày hôm nay hết, tại vì bản chất là cái landing page này á, là nó khá là nhiều, khá là nhiều trong ngày, và ý tưởng mà mình làm cũng nhiều nữa. Nên là mọi người cố gắng đi với em hết buổi như vậy là em rất là vui, và thật sự em vui dữ lắm. Và hy vọng là em sẽ được gặp các anh chị trong những buổi tiếp theo. Và tuần sau là em có buổi lúc chị Ly là chị sẽ làm vào thứ ba. Dạ, thì bên em sẽ có cái cô bé mà cô gọi mời các anh chị đi tham dự á, thì cô sẽ mời anh chị tới vào buổi thứ ba tuần sau ha anh chị ha. Rồi. Cảm ơn anh Đinh Bằng, và bạn mà mời anh á, tới đây á, thì là bạn cũng sẽ gửi cái video cho anh luôn. Ha, anh yên tâm ha, sẽ có ra video hết. Cho nên mọi người thấy chỗ nào bị nhanh quá, mọi người coi lại video dùm em mới nha. Đó, cảm ơn anh chị. Dạ, cảm ơn anh Bằng, cảm ơn mọi người đã tham dự cùng với em. Hy vọng là trong thời gian sắp tới là anh chị mình gọi là bùng nổ doanh số. Ha, trong tương lai mình sẽ bùng nổ doanh số ha anh chị ha. Rồi. Cảm ơn mọi người đã tham dự. Dạ, em chào mọi người ạ. Chào tất cả mọi người.